Đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt đang gây tranh cãi, loạt sao bất ngờ lên tiếng, choáng nhất là ý kiến của thánh chữ Duy Mạnh. Chữ tiếng Việt mới quá rắc rối, khiến loạt người nổi tiếng cũng phải bức xúc nêu ý kiến. Những ngày qua, cư dân mạng đang gây tranh cãi nảy lửa về đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Theo đó, chữ tiếng Việt hiện nay còn có một số nhược điểm trong cách viết khiến nhiều người nhầm lẫn. Chính vì thế ông đã nghiên cứu và rút gọn bảng chữ cái xuống còn 31 ký tự. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được ý kiến ủng hộ và nhiều người cho rằng đây là thừa thải và phản đối gay gắt khi chữ mới quá khó đọc. Không chỉ cư dân mạng mà một số sao Việt cũng lên tiếng về vấn đề cải tiến chữ tiếng Việt. Một số người phản đối, nhưng cũng có một số người lại lên tiếng bên vực, ví dụ như Duy Mạnh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang kêu gọi fan hâm mộ vote cho mình tại giải We Choice Award cũng đã xéo về vấn đề chuyển đổi chữ tiếng Việt và cho rằng đây là việc làm tào lao ngu ngốc. MC Phan Anh cũng phải bật cười trước một câu tiếng Việt sau khi được chuyển đổi. Tuy nhiên, nam MC vẫn cảm thấy tội cho bác phó giáo sư vì công trình bị cư dân mạng đem ra để chế giễu. Anh cũng nhấn mạnh rằng, việc làm của phó giáo sư là bình thường, đó là công việc nghiên cứu khoa học, không có gì đáng bị chỉ trích, chẳng qua ý tưởng chỉ chưa hợp thời và không cần thiết. Sau khi đọc được một đoạn chữ tiếng Việt được chuyển đổi sang chữ mới giống như MC Phan Anh, ca sĩ Phương Vi cũng phải choáng váng trước những gì mình đọc được. Kevin Lee cũng không thể hiểu nổi chữ tiếng Việt mới và được Hà Hồ và Bảo Anh ấn like. Nữ ca sĩ Viu Anh thì được bạn tác vào một bức ảnh, trong đó có một đoạn bài hát của cô được chuyển sang tiếng Việt mới. Chữ CH trong từ chặt được thay bằng chữ C, nên khi đọc lên khiến lời bài hát trở nên khá nhạy cảm, chính nữ ca sĩ cũng phải ấn like nhiệt tình. Viu Anh choáng khi thấy bài hát của mình bị biến đổi đến mức này, còn ca sĩ Nguyễn Hải Yến thì xin hát bài này trong tương lai. Việt Huê thì bức xúc vì chữ tiếng Việt mới hao hao giống Trung Quốc. Duy chỉ có Duy Mạnh là phân tích khá sâu về vấn đề khiến cư dân mạng cũng không nhận ra đây là thánh chửi. Khi được một người hỏi về vấn đề chuyển đổi tiếng Việt, Duy Mạnh cho rằng chữ tiếng Việt vẫn còn nhiều từ bất hợp lý, thiếu logic. Chính vì thế, đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền là không hề sai và xuất phát từ ý tốt. Chỉ có điều, chưa thể thay đổi vào thời gian này, nên đừng mang Phó Giáo sư ra để chửi và mạt sát. Thậm chí, nam ca sĩ còn nhấn mạnh rằng, nếu có chữ tiếng Việt mới, anh cũng sẽ cho con trai 5 tuổi đi học.